chào mọi người nhá, mình là Mộc Dung ở đây. Thì hôm nay mình sẽ quay video Minecraft. Hôm nay mình sẽ chơi Billy Battle, hay được gọi là build đồ quán ở biển à? Không, văn phòng biển mùa đông. TV đi, mình thích TV hơn các bạn. Billy TV, mình sẽ build TV các bạn. Sao lại build biển này? Thôi kệ build biển được bạn ơi. Build biển nhá. Biển à? Thôi xong. Xô nước bạn, cần xô nước. Này, xong rồi cần cát. Rồi cát được bạn. Ok, tạm thời thì mình cần vài đôi đây, đặt block bừa đi các bạn. Đấy, đặt một hàng dài. Nói chung là mình sẽ có 4 phút để mình view các bạn ạ. Nào, cha. Có cái tường đấy các bạn ơi, có cái tường ở đấy. Ok, nào, view biển thì cũng hơi căng rồi nha. Hai hàng này nó bằng nhau thôi các bạn, chứ còn mấy hàng này không cần bằng nhau đâu các bạn, miễn sao nó lấp kín hết là được. Đấy, những cái ô nó kín bay màu hết được anh em ạ. Không cần bằng nhau đâu, vì biển mà, biển đi đâu phải lúc chỗ nào nó cũng bằng phẳng đâu, đúng không? Phải có chỗ nó bị gồ ghề chứ. Đấy, em chưa? Ok, chỗ này thì cũng được. Rồi, trên này thì sẽ là những cái đồi cát bạn ạ, ở cồn cát. Đấy, cồn cát bạn ạ nhá, mình xây cồn cát nhá. Đấy, được chưa? Đấy, trời ơi, xịn liền. Nào, tiếp theo sẽ cần trên biển là sẽ có ô dù đúng không? Mình sẽ lấy len màu trắng này, màu hồng bạn. Ok, gậy à, hàng rào đúng rồi, hàng rào đây các bạn, hàng rào đây, thấy hàng rào có đây, hàng rào rồi. Đây mình sẽ xây kiểu như là cái gì ta, cái chỗ mà để kiểu như là tránh nắng ở khi đi biển ấy. Ở đây nào, xem nào, đi làm sao cho nó đẹp mới là quan trọng này. Ngay lúc này view ở đây, đây view này được bạn ở view thế này thôi là được rồi. Thôi mình sẽ cho nó lấp vuông đi bạn, lấp vuông đi. Đấy, được chưa. Đấy, tránh nắng dưới đây nhá. Sau đó là sẽ cần một cái giường đây được bạn ơi. Lấy giường màu đỏ đi, màu hồng tím đi. Đấy, đặt giường đây. Ô giường nào nó cũng màu đỏ hết à? Thôi đặt giường đây qua đây. Sau đó là một cái bể để uống nước đúng không? Lộn, cái bể để kiểu như là người ta làm sao ta, để nước trái cây đúng rồi, cái chỗ để nước trái cây. Rồi sau đó là đặt nước qua đây. Ôi giời, nước ở đây nó. Ôi, thời gian còn lại để mình đặt nước qua đây. Thời gian còn lại thì mình sẽ đặt nước. Thế xem mình có được nhiều điểm không nhá, mình đứng top mấy nhá. Ok con ơi, nào, mình sẽ khoanh vùng nước qua. Nó hơi ảo một chút nhưng mà không sao. Ok, nhanh, build nhanh. Rồi, được rồi. Mình không thích nước ở chỗ này, nó không thể tràn được bạn. Nó cứ tụ lại ở một chỗ này, nó khó chịu vãi. Thôi mình ấy bừa đi bạn, ấy bừa đi, bởi vì ấy bừa ra nhiều khi mình lại xây nhanh hơn các bạn. Đấy, được chưa. Nhạc Minecraft bắt đầu nổi lên rồi đấy. Ok, mẹ thề luôn, cái nước này nó khó build cực bạn. Mình ghét nhất là những cái gì nó có liên quan đến nước. Xong còn lại 1 phút. Nào, đặt nước liên tục luôn. No, mình không muốn bị sao đâu, mình không muốn bị thua đâu. Mình thời gian này là mình phải build xong bạn. Nào, build nhanh. Ok. Xong rồi. Khả năng mình sẽ không build xong bạn ạ. Ờ.
năng mình sẽ không lưu xong được bạn. Ừ. Chặn nước này thức bạn ơi. Chặn nước này thôi. Giờ chỉ còn cách chặn nước này thôi, chứ còn đặt nước ra thì không ổn. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Hết thời gian rồi các bạn. Ô ảo thật đấy. Nếu nhìn về góc này thì nhìn đẹp này. Đấy, nhìn đẹp đúng không? Ok, ok. Sao củ chuối vậy? À, cũng tạm ổn, tạm ổn. Bình thường nhá. Đấy, có cái cây các bạn ạ. Mỗi tội cát hơi nhiều. Ai đây? Ui giời ơi. Cũng được, bình thường luôn. Đấy, cái thanh niên này cũng gần giống mình, nhưng mà thanh niên này build xong rồi. Xem nào. Ok. Ta nhìn xấu này. Xấu. Xấu quá nặng, xấu nhá. Xấu, cái này xấu quá, đúng là phải dùng nước. Không được dùng cái len này quá, len này nhìn nó không đẹp. Gì đây? Rất xấu luôn đi, chứ không phải xấu nữa quá, rất xấu. Ảo thật đấy, quạt xây cái gì đây? Mini milin nè. À đây đây này, cái này huyền thoại. Ờ à, mình không thể bỏ phiếu vote cho mình. Thôi, mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mình có thể nằm ngủ ở đây luôn này các bạn. Ấy, trời ơi, bao nhiêu đêm nhộ ấy, huyền thoại bạn ơi, cho mình bình thường và tốt. Cũng bình thường. Bình thường các bạn, cái này thì cũng bình thường. Thấy cũng không đẹp lắm đâu, có cái cây đấy cũng được này. Nào. Xem nào. Vi can. Ôi giời ơi, xây dễ thế này thì cũng hơi xấu. Hơi xấu các bạn ạ. Thề cái này nó hơi xấu. Killer à? À, cũng xấu. Ờ, biển này có tí này thì không ổn quá. Để mình tắt nhạc của mình không chịu. Mình tắt nhạc của Minecraft đi, mình chích mạc Minecraft đấy. Ok, builder bao à? À, cái thanh niên này. Cái thanh niên này xây đẹp nhất quá. Ờ. Ảo thật đấy. Vị trí của mình là thứ tư. Mình đứng thứ tư, mình được 10 điểm các bạn. 10 điểm, cứ chấp. Nào. Mình vào trong này cũng đây. Ê, qua vào. Ở đây rồi, đây dày, đây rồi. Càng đông người vào thì nó càng nhanh quá. Ok, còn 2-4 giây nữa. Chắc chắn trong trận này mình phải thắng bạn. Ồ, mình sẽ chọn build cái gì đó là dễ dễ một chút. Bởi vì mình không thể build, ví dụ như là build mấy cái biển nó. Mình không thích build cái gì liên quan đến nước hoặc lava đâu bạn. Build nước lửa không được, nó dễ hơn là build biển. Ê, mình đứng thứ tư các bạn, mình đứng thứ tư nhá. 1-0. Thế nào, chúng ta sẽ chọn như đây. Item machine, nhà ở, biển, công viên, chợ mini. Thôi nhà ở đi, nhà ở đi. Ấy ơi, tất cả đều chọn nhà này. Thế chọn nhà, cô ơi, chọn nhà. Chọn nhà, nhà ở bạn ơi. Nhà ở. Nhà ở đúng không? Ok, mình sẽ cần gỗ này. Cầu thang bạn. Cầu thang này, xong rồi là kính đúng không? Kính đây nè, rồi. Giường nè, rồi. Nó là giá để rác. Và ok, được rồi. Mình sẽ build nhỏ đấy các bạn. Rồi, được chưa? Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 đi. 1, 2, 3. Mình chạy để ngang vậy đây. Sau đó là 1, 2, 3, 4, 5. Mình quyết định là mình chỉ xây nhà một tầng đấy các bạn ạ. Không xây nhà to đâu, bạn xây nhà to tốn thời gian lắm. Xây nhà bé thôi. Nhà to làm gì cho nó tốn thời gian đúng không? Ừ, anh em nhờ, nhà xây nhà to làm gì? Tốn thời gian, phí công sức đúng không? Được rồi các bạn ơi, được rồi. Mình sẽ đặt block gỗ qua đây. Xem nào. Rồi, được rồi. Chí cột này sẽ ở đây các bạn. 4 cột bằng 4 gỗ sồi.
1, 2, 3, 4, 5, rồi mình phải mắc mấy cái này lại mới nhanh này. Mắc mấy cái này nhanh nhanh không là không đủ thời gian đâu các bạn. Thời gian trong này nó hiếm lắm các bạn. Mình sẽ đặt về cho nó nhanh. Đấy. Đấy, được chưa? Mình sẽ đập hai cái lỗ ra này. Đặt kính đây này. Đấy. Trời, được ngay liền. Còn cái này sẽ đặt rèn đi các bạn, đặt rèn đi. Đấy, đặt rèn đi. Đấy, đặt rèn được rồi. Còn cái bên nhà này thì mình nghĩ là không nên ấy đâu các bạn. Ôi, còn lại 3 phút kìa. Ô, man gan luôn. Mình xây được tí à. Đặt hết đi các bạn. Bên này đặt hết đi. Đấy, bên này thì cứ mở hai cái lỗ đi các bạn. Không ổn lắm, kệ đi. Đấy, kệ đi, vậy thôi được rồi, được rồi. Nhanh, mình cần build nhanh một chút. Cửa nữa. Ok, cửa gỗ này. Thôi, mình không cần cái đồ này đâu các bạn. Đó, được chưa? Được chưa? Để vứt cái giá này ra đi này. Cửa thì đây, cửa này. Đây ý. Đặt đây nè. Đặt đây nè. Đấy, được chưa? Ok. Cứ kệ đi. Cửa đập vào cũng được các bạn. Đấy, cửa đập vào cũng được thôi. Được rồi, được rồi, được rồi. Ê, được chưa? Mình sẽ build nhà này nó sáng sáng một chút các bạn. Còn là 2 phút thôi. Nhanh để mình còn lấp được mái nhà nữa các bạn. Còn 2 phút thôi các bạn ơi. Còn 2 phút thôi. Ôi dồi ôi luôn. Nhanh. Ngay vào luôn. Rồi, được rồi. Ôi, trên này còn thiếu. Mèo, thật đấy các bạn. Còn 2 phút thôi. Đặt block ngay các bạn, mình không cần biết gì đâu. Ok, mình chỉ cần đặt phẳng chỗ này là được rồi. Ok, nhanh. Ôi trời, thời gian đang ngàn cân treo sợi bún rồi. Thời gian đang kiểu cuộc đua với thời gian các bạn. Ôi, tiếng nhang nghe tiếng đặt gỗ phê vãi quặn. Ok, mình đủ thời gian được bạn. Mặc dù không đẹp lắm bởi vì là mình đang thiếu thời gian. Nếu còn thời gian mình sẽ xây đẹp hơn các bạn. Rương. Sau đó là lò nung. Rồi đuốc. Ok. Chết chạ. Đây, chỗ này nữa. Đây. Trên nóc đúng không? Hai chỗ này này. Đây, chỗ này nữa, bạn ơi, chỗ này nữa. Ôi, nhanh. Đang cục đua với thời gian, bạn ơi, cục đua với thời gian. Để cái giường ở hai góc này đi. Đấy, xong rồi đặt đuốc ở bốn góc tường. Đấy, được chưa? Rồi, đặt đuốc ở bốn góc tường. Sau đó là đặt giường ở đây các bạn. Không, đặt giường ở đây. Đấy, còn lại vài giây nữa thôi, đủ rồi, bạn ơi, đủ rồi. Đủ rồi, xong rồi Dan ơi, yeah, xong rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc mình xong rồi các bạn. Đây là lần đầu tiên mình xong một cái view ly gì đó. Đây, người ta. Được chưa. Đấy, mình nằm ngủ này các bạn. Xem nào. Sẽ nằm ngủ đây các bạn ơi. Ôi giời, ôi mình qua cái khác rồi. Ôi xấu đi các bạn, bình thường. Đấy, ôi chết rồi, mình đang ngủ ở đây là mình không được qua mát mới qua nè. Xem nào. Cái gì? Chưa xong thì cũng xấu bạn. Chưa xong. Cái gì đấy? À, có cái này quạt thế kìa, xây ngu rồi. Xây. À, FL Hacker à. À, thì cũng được. Được rồi, vậy là được rồi. Cái gì đây? Ui. Ê, thế như này. Ui, nhà to thế nhở. Tốt luôn, được. Cút chọc. Sao mình không ngồi được thay? Cút ra, giờ của anh. Beauty quang 1, 2, 3 quỷ. Xấu. Xây xong với nắp. Ai bảo xây cầu kỳ quá cơ. Hay quá.
Cứu. Kìa. Sao thanh niên Blood? Thanh niên này xinh đẹp mà. Thanh niên xinh đẹp. Mẹ, mình đứng thứ 3 các bạn. Mình đứng 5 điểm. Hơi non. Ai, đây này. TNT Run. Hay chơi thử TNT Run đi. À đù. Mình chạm chuột phải vào đấy cũng được à các bạn. Đây, vào đây, qua đây, vào đây. Rồi, được chưa? Ôi, lúc nào mà xuất hiện cũng là trời tối nha các bạn nhá. Xây xong nhà đúng không? Bây giờ chuyển sang xây khác các bạn. Xây nhà chán quá. Đi, tôi vừa xây nhà máy. Hero mà xây à? Thế nào, thế như nào xây nhà máy đấy. Number. Ok, xây gì đây, xây gì đây? Thú cưng, công viên, chợ mini, trường học. Xe. Phải xây xe, quặn xây xe dễ hơn. Nice. Xe thì mình sẽ cần không phải cái này, cần đá màu, đúng rồi, cần đá màu. Đâu cả ta đây rồi, màu cam đấy các bạn. Không được rồi, thôi chết rồi. Phải lấy len đấy các bạn ơi, lấy len. Đây rồi, mình sẽ lấy xây xe màu cam, màu hồng, sau đó màu trắng đấy các bạn. Rồi. Bánh xe thì sẽ cần làm bằng mình không biết xây xe như thế nào đâu các bạn, mình cứ xây bừa thôi. Mình cũng chịu. Ok. Ok. Xây xe như thế nào mình cũng không biết đâu. Đây mình đặt những cái này thay cho cái xe. Bánh xe các bạn ạ. Ok. Rồi, xe bé đấy các bạn, xe to quá không ổn đâu. Ở đây chỉ có những Billy Butter nào pro player thì mới có thể xây to được thôi các bạn, mình xây bé được các bạn. Hơi xấu một tí nhưng mà không sao đâu. Ai mà nhìn nó giống cái nhà các bạn. Mini Militer. Thôi đập hết đi. Ui đập nguyên này lát thế. Đã thế nhá, trận này đúng không em biết sao không? Xây xe đúng không? Rồi. Mình sẽ build một cái xe đéo thật đéo quá. Mình nghĩ quả này mình không build được đâu quá. Mình sẽ đặt bừa đây đấy, mình sẽ... Vì xe mình không biết build làm sao quá nào. Khổ nỗi là mình không biết build xe làm sao cơ. Đấy. Sợ mình sẽ thử. Mình chỉ thử build. Nếu như mình build bừa lên thì sao? Đúng không? Mình build bừa lên thì sao? Ví dụ như là TNT, Redstone, các kiểu cần gạt đấy sẽ đặt full TNT luôn. Tí nữa mình gạt một phát thôi là ổn. Ok, gạt được giờ gạt luôn này. Rồi. Ok, TNT không nổ được bạn, TNT không nổ được. Sau đó là mình sẽ cho nó không cho sinh ra con gì à? Oh my god. Cho đầu rồng ra. Đầu rồng hóa thành đá luôn. Mình sẽ cho magma ra đi. Magma hóa thành đá. Ok đi. Sẽ đặt đá đi các bạn. Đấy, được chưa, đẹp chưa? Hỗn độ đấy các bạn, đây là một mỡ hỗn độ. Hắc điện thạch. Không biết có chịu hỏi được anh Golem không ta? Chờ hỏi được anh cô lem không? Sắt. Được. Trong cơ hội này mình chờ hỏi một anh cô lem qua đã. Không được rồi. Ảo thật đấy. Xem nào, quán gì nữa không ta? Đây là điều có cái tuyết này qua này. Cái tuyết này, mình sẽ nghỉ với cái tuyết này qua này. Em nhìn này. Đấy. Xem ảo thuật nhá, mình sẽ làm bậc thang bạn này. 1 2 3 1 2 3 4 2
anh em đẳng cấp chưa? Đấy. Đấy, càng ngày nó càng cao lên quán nhá. À, chết đây. Đấy, bây giờ càng ngày nó càng cao lên luôn. Đấy, đã cấp chưa? Trời ơi, càng ngày nó càng cao lên liền. Khổ nỗi là mình không biết xây xe buýt làm sao, xây xe làm sao quá. Ờ, lên cao, đẹp chứ nhở? Ôi giời ơi, đẹp liền. Lên bậc thang vô cùng nhanh. Nào, nhanh. Chỉ còn thời gian, chỉ cần 1 phút thôi. Chúng ta không, 1 phút này chúng ta chỉ làm trò hề đấy quán. Chứ trong trận này mình build quá. Không ổn quán ạ, ở trận này mình build không ổn rồi. Vì mình đâu có biết cách làm đâu. Ừ, thế nên mình khổ chứ. Mình mới biết cách làm, mình đã làm từ lâu rồi. Xe này mình sẽ lấy thêm một block nào đó đặt ở dưới đấy quán. Ừ. Đặt ở dưới cho nó xây cho nó nhanh bạn. Đấy, thế này cho nó nhanh, thế này nó có phải nhanh hơn không? Đấy, thế này nó có phải nhanh không? Ừ đây. Ôi trời ơi, hoàn thành xong kiệt tác rồi con ơi. Hoàn thành xong kiệt tác rồi, đây. Chà, pèo. Đẳng cấp, trời, bắt đầu bỏ phiếu nào. Mình xây quá đẹp luôn. Ơ, à đây rồi. FL hacker à, xe tăng à, cũng tốt được rồi. Mình xây xấu lắm quá. Nghe kiểu gì nó cũng vô cho mình rất xấu quá. Ờ, làm dù ấy ba, bớt à. À, xây quả xe đạp được quá nhờ. Rất tốt, very good, very good. Đấy, xem đây, lái xe mô tô đi quá. Cái gì đấy? Rất xấu quá. Rất xấu mà lại. Cái này xấu quá, không thể chấp nhận được. Nè. Xem nào. Wow. Không à. Tốt. Thế này là tốt rồi, bạn good rồi. Good. Good rồi, tí nữa đến mình mới rất xấu quá. Đến mình này. Ôi giời ơi, đấy mình xây một mớ hỗn độ các bạn. Ờ, mình xây một mớ hỗn độ luôn. Ý pèo. Úi giời, canopure. À, bình thường. Cái này bình thường. Úi giời, cái này mình làm được. À, củ chuối nhỉ. Ừ, cái này mình làm được. Thì à, thị trường à, à thế nhỉ. À, vị trí của mình là thứ 5 các bạn. Ờ, mình được 2 điểm. Ảo ma ca la la quá quần ơi. Ừ, ảo quá. Thế à. Mấy người thích Billy Butter nhỉ. Cái này đi. Đấy. Rồi, đây sẽ là trận build cuối cùng bạn ạ. Ờ, đợi tí. Thôi hai thằng vào thôi, xong rồi. Thôi xong. Ba đứa vào thôi bạn. Ừ. Ba đứa vào, bốn đứa vào rồi. Tự kỷ, kẻ tự kỷ ẩn thân chi thuật Hasaki. Ý, sao có nước ở đây này. Xem đây, sức mạnh của tốc độ. Yến. Nào, PBO solo nào. Ôi trời ơi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vào. Gì đây, build gì đây. Biển cưng xe mùa đông. Nhà ở. No. Nhà ở. No, xe. No. Ok. Anh em biết nó lag cỡ nào đấy. À đầu thay ma, đúng rồi, mình có cái gì ta, người ta gọi là data pack. À không, cái gì ta, đi xong pack, đúng rồi. Ok. Đầu zombie, úi này là một phát lắc luôn. Rồi, để mình thử quán nhá. À, đây rồi, Ender Crystal đây rồi. Ender Crystal và Ender. Ấy, đi rồi. Ồ, đẳng cấp, mình không biết xây xe đâu.
mình thử rồi, và lần này vào trong này mình chỉ thử đấy các bạn. Mình chỉ thử xem. Wow, xuân thiên. Bro, ảo thật đấy. Ok, thôi mình lấy cầu thang đi các bạn. Lấy mấy cái khúc gỗ này, thang này, thang các bạn ạ. Thang nhá, đấy em chưa? Mình sẽ làm cho anh em xem này. Không cần xe đâu các bạn, mình không cần làm xe đâu. Mình vừa rồi, mình cần đi làm xe đúng không? Đấy, em chưa chưa? Mình sẽ đặt cái này ở đây này. Đấy, được chưa? Đấy, mình đứng ở giữa đây này. Đủ. Tính ra cái này nó không được bạn ơi. Ok. Đấy, em đã chưa? Mình sẽ làm cho anh em xem nhá. Xem mà khói này. Leo tường này. Leo này. Xong được ta. Đây qua bên này. Thế. Ảo thật đấy các bạn. Đây thấy rồi đây mới là chuẩn các bạn ạ. Đây này, biểu diễn cho anh em xem nhá. Nhìn đây này, nhìn nhá, úp mặt vào tường đi lên này đấy, ảo thật đấy em ạ. Thêm nữa này, bonnet nhá, đây là cái bonnet này, đây là cái bonnet các bạn nhá. Xem nào, để này cái đây. Quên mất cái này nó ấy quá, cái này nó gần quá. Đấy, phải cách xa hai đứa, cách xa như thế này. Mình cách xa rồi nhau. Để làm nhau đau, để làm nhau nhớ. Mình cách xa đời nhau, để làm nhau đau. Ok, cô đợi, được rồi. Như vậy được rồi. Mình sẽ đặt lóc, đặt thang hết ở mấy cái ô này qua nào. Ok, được chưa. Uầy, cái này hay nhá. Cái này hay này các bạn, mình đặt bên này đúng không? Mình có thể đặt luôn sang bên này nhá. Ví dụ bây giờ mình đập hết cái này đi. Mình đặt bên này, mình có thể đặt luôn sang bên kia các bạn. Đây rồi. Đôi giày. Đây rồi. Đấy, gần như mình không biết view xe đâu các bạn ạ. Mấy cái này view xe đẳng cấp thế nhở. Mình chỉ view mấy cái vớ vẩn để cho nó vui thôi. Đấy, em nhìn này. Đẳng cấp. No, cái kia nó bóp chim bãi các bạn. Man làm hỏng luôn công trình của mình mà ơi. No, tí thì chết nữa. Wow, đéo thật đấy. Hẻo thật đấy các bạn. Được rồi em ơi. Vậy được chưa? Chưa. Còn cái này nữa. Rồi em ơi. Vậy được chưa? Nhìn đây. Xem anh biểu diễn đây. Lư lư trên không. Thế nào? Lại câu này. Không được. Rồi, cái này chỉ làm trên được phiên bản 1.16 đấy các bạn. Đấy. Cấp chưa? Lại cho anh em xem nhá. Đi trên không luôn này. Màn tiết mục đi trên không luôn này. Đấy, mình thực hiện tiết mục đi trên không đấy. Đi trên không lại nhá. Được chưa. Cấp. Cái này nữa này. Ấy, bám vào tường leo này. Đẳng cấp liền. Bám vào tường leo nhá. Không gì à, mình bay cái trên này đúng không? Rơi xuống đúng cái chữ tờ luôn nhá. Hai, một, bỏ phiếu bắt đầu. Xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Đây rồi, xung quanh ba. Đây. Trình diễn cho chúng nó xem con ạ. Ok, cái này được rồi. No. Ê, đẳng cấp chưa? Trời ơi, huyền thoại. Mình sẽ cho mấy thứ như này thắng hết con ạ. Như này là huyền thoại. Huyền thoại luôn các bạn. Huyền thoại. Ôi trời. Huyền thoại tiếp các bạn. Chí chọn huyền thoại đây.
Mình chỉ cho điện thoại đây quạt. Ồ. Ồ, hay hay hay, tiếng này hay vãi quá. Ồ, thế như này được giải nhất này. Vị trí của mình đứng thứ ba quá nào. Thế đấy, như ba người chơi mà có ba người chơi thì mình đứng thứ ba quá. Nhưng mà thôi, chắc là clip này của mình sẽ kết thúc. Nếu mà anh thì một like, một share nữa nhá. Rồi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.